Bên cạnh việc lựa chọn một trung tâm dạy tiếng Trung uy tín, học tiếng Trung online là một hình thức được rất nhiều người lựa chọn. Trong đó, trung tâm tiếng Trung trực tuyến Panda là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Trung online thu hút được nhiều sự quan tâm của các học viên. Là đơn vị tiên phong trong việc dạy tiếng Trung trực tuyến tại Việt Nam, Panda luôn hướng tới đào tạo toàn diện 4 kỹ năng nhằm giúp học viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Trung trong giao tiếp hàng ngày trong công việc hoặc luyện thi chứng chỉ HSK. Chất lượng giảng dạy của Trung tâm ADA rất là tốt, các thầy cô giáo giảng dạy rất là hiểu bài kỹ. Đặc biệt mình có thể hỏi nghe bài trên lớp nhưng cái chỗ vấn đề không hiểu. À, các nhóm học hoạt động học viên thì cũng rất là hoạt động, hoạt động sôi nổi. Thời gian học thì cũng rất là linh động, mình có thể vừa sắp xếp, xếp học chính, vừa có sắp xếp, xếp học thêm online. Những cái bài học trên lớp rất là kỹ, các thầy cô giáo là Luôn là giảng dạy từng tí một và mình có thể tiếp xúc với các thầy cô giáo bản địa không mà không cần phải đi nhanh xa. Với đội ngũ giáo viên là các thạc sĩ, tiến sĩ và giáo viên Trung Quốc có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề trực tiếp giảng dạy. Chương trình học tại đây được xây dựng theo lộ trình chuẩn tại các trường đại học tại Trung Quốc. Qua đó, học viên không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn nâng cao khả năng giao tiếp với người bản xứ.